nằm chỗ nào nha các bạn, để mình vô mình coi cái nằm chỗ nào. Mình mới thấy hôm qua Trung Quốc Huy giới thiệu đó, cho nên mình chạy mình quyêu coi. Ok các bạn, giờ mình đi tìm nha. Ok các bạn ơi, bây giờ đi vô cái shop của Trung Quốc Huy thì khai trương. Hôm nay khai trương thì có cái bàn ăn nè. Cho những người tới đây để có dessert. Cái này là trong tiệm. Ok, giờ mình đi vô tiệm nha. Có mức security luôn. Chiếc xe quá đẹp. Em nhìn cái này nhớ quê hương dữ ha. Dạ. Ok, giờ mình đi vô đây những cái mặt hàng mà Trung Quốc Huy giới thiệu hôm qua. Okay. Thì có một cái bàn dessert cho mọi người tới đây ăn, bánh bao, chè, hả? Wow. Trong đây thì cũng có những cái ghế massage nè. Ghế massage. Cũng có ông chủ telecon luôn. Rồi rồi, ngồi thử đi. Rồi. Ở đây có Cyber Body Slimmer. Đây là những mặt hàng mà Trung Quốc Huy giới thiệu hôm qua. Đây tiệm thì cũng rộng, sofa thì hồi sáng mình thấy Nam Quang có ghé đây review cho Trung Quốc Huy like. Đây những cái hộp mà Trung Quốc Huy giới thiệu ở đây. Yến, cái tủ yến. Và hôm qua nó tặng cái ly này nè, tặng cái ly yến đó, nên mua một ổ yến tặng cái ly, một cái chén. Anh Trung Quốc Huy. Này đang MTV đang quảng cáo những mặt hàng. Đây Trung Quốc Huy. Đây những cái review của NMTV. Cái sofa thì ở đây chắc những mặt hàng này thì ở Trung Quốc Huy có thể là chắc có thể là sẽ cho nhiều mặt hàng nữa, tại vì cũng space nó cũng còn rộng lắm, cho nên cái này mới khởi đầu của Trung Quốc Huy à. Có cái mặt kiểu này gì ta, cái này mình cũng biết, chắc có lẽ là
để vô coi những mặt hàng mặt sớt. Ô, nó giống như một cái computer bự vậy đó. Bạn mình cũng không rành vì công nghệ lắm. Ha. Hồi sáng thì mình nghe ồn ào lắm. Nhưng mà giờ này chắc về, nhưng mà ngày mai chắc có lẽ là đông hơn. Thực sự ra là cũng đây, hơn cái là nguyên nhân đi này nọ. Nói không phải là mình gặp cộng đồng Việt Nam không, mình có đại Hàn, mình có Mỹ, mình có Nhật Bản. Thì anh Huy Tê Chong á, anh cũng là cái người partner với Huy cũng nhiều năm, khách hàng quảng cáo thôi. Nhưng mà trong cái lúc đi vậy đó thì người ta thấy được cái số người mà trong cộng đồng Việt Nam mình mến mộ với lại ủng hộ cho Huy, thì người ta mới nói là, và người ta thấy được cái hiệu quả mà Huy quảng cáo này kia cho bên phía Tây Tròn á. Thì cái đầu tiên nhất đó là một trong những cái hãng mà họ mới vừa vô thị trường Mỹ luôn, mà họ là best seller của bên đại hàng, họ nói rằng bây giờ chúng tôi giao cho anh độc quyền một cái sản phẩm, mà nói mình thực sự đâu cũng không phải là cái người giỏi làm ăn kinh doanh gì hết, nhưng mà họ nói rằng tất cả mọi thứ họ sẽ hỗ trợ cho mình. Thành ra đó Quý nói rằng rồi bây giờ nói một mình làm không nổi đâu, thì Quý cũng có Quyền Trâm đó là cái người làm chung á, mình mới quay qua hỏi là em có làm được không, nói thôi hai anh em làm với nhau được, hai đứa hùng nhau. Thì mới nói bây giờ làm sao phải đi kiếm cái chỗ, thì có anh Huy tên con, anh nói là bây giờ hai em làm đi, anh hỗ trợ cho cái lúc ban đầu set up để bắt đầu một cái doanh nghiệp như thế nào mình không có biết, thì cái người mà kinh doanh làm ăn lâu năm thì người ta biết, người ta chỉ cho mình. Để là bắt đầu anh đổ nguyên cái dàn nhân viên của công ty ra hỗ trợ cho mình đó, đến ngày hôm nay làm cái này. Thì đây là cái đồ mà cái này à, thì quý vị cũng biết là Huy với anh Phong là cái gì cũng vậy, làm cái đồ phải đúng vào đúng cái đồ tốt. Nó được hai cái món mà Mỹ chấp thuận, đó là USDA approve. Cái USDA cái đồ, tức là Bộ Nông nghiệp đúng approve chứ không phải tất cả mấy cái là nó là certified phải không, cái này approve. Cái chứng nhận thứ hai nữa là USDA organic. Ok, được hai cái đó là khó lắm, không có ai làm được cái đó. Thì bên phía đối tác bên đại hàng họ mới nói là họ có hai cái chứng nhận đó. Thành ra đó Quy quyết định Quy mới với đứng ra bán. Ok, cái này là cái gì đây? Cái này là gọi là cao ly hoàng đế đan. Cao ly cao ly hoàng đế đan. Thì cái ông bác sĩ viện trưởng nổi tiếng bên hàng đó, mà cái này cái doanh số của họ bán lớn lắm, mấy chục triệu đô đó, ở bên đại hàng không á. Thì khi mà đi vô Mỹ này á thì họ cần cái thị trường Mỹ, mà vô thị trường Mỹ rồi họ sẽ bán được hết khắp nơi trên thế giới, nước Mỹ là cái chứng nhận đó. Thì ông bác sĩ viện trưởng đó, ông mới dùng cái y thư cổ á, ông mới làm sao ông tìm lại mấy cái đó, thì ông mới kết hợp ông làm ra cái viên này, là đi qua bên New Zealand để nuôi con hu rồi đúng 60 ngày để lấy cái nhung tinh của nó, rồi cái chậm hương. Ít có sản phẩm mà có chậm hương, mà ông mới lấy cái chậm hương, cái tinh của chậm hương cộng với lại nhân sâm, rồi 20 cái vị thuốc á mới tạo ra cái viên này. Ok, tức là cái này nhung hu. Nhung hu chậm hương với lại thật sự nó là chậm hương nhung hu với lại nhân sâm, mà phải kết hợp với 20 cái vị thuốc khác mà thiên nhiên hết thì nó mới ra được cái này. Thì nó có hai cái hộp, một cái hộp gỗ chứ cái hộp này. Thì hai cái, một cái là hồi xưa mình biết là giống như là ông vua xài khác, mà bên cung của mẫu hậu hay là tức là một phần là lọc nhung, một phần là chúng em vừa nói lọc gì? Nhung chậm hương, chậm hương nhân sâm chính với lại mấy cái khác, như là mấy cái vị thuốc khác đó cộng như trong đây đó, đại khái là như vậy. Thì hồi khi mà đặt cái tên tiếng Việt đó cũng không biết nữa, nhưng mà đại khái họ nói cái embryo rồi king of Korea gì đó, thì mình nói là ok, cao ly hoàng đế đan là nó đúng nhất. Ok, cái này cái hộp gỗ đẹp lắm. Mà vui đẹp. Mà hay cái gì nè, có mấy người đại hàng người ta nói ủa tại sao mình có cái này ở đây, nói cái này bắt đầu vô thị trường Mỹ, mà cái chứng nhận này á kể cả người đại hàng họ cũng không có luôn. Okay. Thành ra đại hàng họ muốn có như vậy thì họ mua bên Mỹ. Okay. Nó đi ngược vậy đó. Cái này nó hộp gỗ nè, cái này thì nó là lọc nhung tinh nhiều hơn, tức là nhung hương nhiều hơn, còn cái này là trọng hương nhiều hơn. Cái này là trọng hương. Rồi. Okay. Cái này cái giá nó cao hơn. Rồi cái này nó, cái này là hai vợ chồng, ông uống bà khen ông uống. Đại khái vậy. Thì nó có tác dụng là bây giờ thường á phần đông Á Châu của mình á, nhất là mấy người mà ngồi làm neo hay là mình ăn uống hay
mấy em đi học này kia đó, mình ăn uống thất thường á, đó. Ừ. Đó rồi mấy cái người lớn cải thiện cái trí não với lại mấy người mà phục hồi sau khi mà mình đó, rồi với lại mấy ông mà sung sức nữa, thấy không? À, cái này là nhung hưu, mà cái này nó tiện là mình theo kiểu đời mới á, là nó có nước nè. Oh. Xen bịch ra uống cái tật mà làm livestream xong mệt dứt một cái mà không phải sở dĩ mà Quy vậy, quý vị biết là trong thời gian này á, mình Quy vừa bị bệnh cái á, cái mình ấy á, tự nhiên thấy này cái mình xài hạp chơi luôn thế nè, đây là Doctor Leon Chi nè. Ok, đó là ông design cho cái pro này đó, đây nè, cái ông này ông rất là nổi tiếng ở bên đại hàng. Ok, đó là vậy. Cấp này như cho chú Quy chơi với đại hàng hơi nhiều ngay. Đây là cái tổ yến ăn liền này, cái này cũng đạt tiêu chuẩn của tổ yến nhưng mà của Indonesia hay là của không tổ yến của yến xào của Nha Trang mình luôn á. Ok, dạ yeah. Nhưng mà đạt tiêu chuẩn Mỹ, mà cái này là làm độc quyền cho thị trường Mỹ, tức là Việt Nam muốn mua cũng phải mua bên Mỹ đem về. Ok, chứ không có đi, không phải là của thị trường Việt Nam. Ok, rồi cái này thấy không, tài tử Lý Minh Hu, còn cái này là Trong Quốc Quy. Hai hai mà này ngộ nha, bây giờ á mà đại hàng muốn mua, đại hàng muốn có này phải mua bên Mỹ mới có mà bên đại hàng muốn có, mà bên Mỹ bán mắc hơn đại hàng, mà đại hàng mua ngược lại của bên Mỹ á. Dạ đây nè, cái này nó kêu là cái này nổi tiếng đó anh, mấy phụ nữ mình biết á. Nhưng mà cái khác của em lên shop là cái gì, cái này làm FDA chứng nhận là medical device, cái loại và thai chung. Ok, là tức là cái treatment này có thể sử dụng cho spa được. Ok, đó mà em đi nha. Mà cái mà mua ở bên đại hàng á không có em đi. Ok, thành ra là cái này là chỉ có Mỹ mới có. Cái này, cái này là một cái công nghệ mới mà nổi tiếng của đại hàng mà thế giới biết rồi. Là nó giúp cho, nó tạo ra cái bước sống á, cái bước sống nó giống như gần gần với tiêu ngoại, nó làm cho cái da của mình phục hồi trở lại, tức là phải ụp vô mặt. Ụp vô mặt. Okay. Cái này nó có treatment của nó chứng nhận là làm cho chống nhăn luôn. Ok, thành ra tụi nó quảng cáo là no make up luôn là vậy á. Okay. Thì khi trước khi người ta đi ngủ á, người ta đeo vậy 30 phút à, hoặc là sau đó thì người ta mới dưỡng da đồ sau và đi ngủ vậy thôi, thì mỗi ngày đi đâu đều đặn vậy, thì cái này nó có cái chứng nhận cải thiện rồi. Đây nè, Platinum mà có em đi, còn mấy cái mà kia không có gì. Em đi là medical device. Medical device. Dạ. Yeah. Đó. Ok. Cái này nó được một cái là nó wireless, mà đi du lịch nó sắp theo thì nó có USB. Ok. Mà nó auto. Ok, coi là dùng điện luôn. Dạ. Yeah. Ok. Em đi á là khác với mấy châu. Rồi cái này là cũng giống vậy, nhưng mà cái này là tài tử Hollywood có xài, mà cái này nó lại là loại có dây. Cái kia là quay lên, cái kia nó chùm luôn cái cổ, còn cái này nó chỉ được cái khu vực khuôn mặt thôi, thành ra giá nó rẻ hơn. Đó. Còn hai cái này, còn hai cục này, hai cái gì đây? Hai cái này giống nồi cơm điện vậy hả? Ừ. Cái này là nồi cơm điện. He bum là để cái này là xài cái công nghệ của NASA, là nó gọi là low laser mà cái cường độ thấp. Ok, cái tia laser cường độ thấp, cái kia là LED, mà cái này là laser. Thì nó làm cho cái nang tóc của mình á, nó bung ra, nó giúp cho một tóc. Cái này nó cũng tức là những người ít tóc trên không là ít tóc giống như Quy nè, đó chuẩn vậy. Tôi bán là tôi đang chuẩn bị xài nè. Những người ít tóc nhưng mà cái này trong á, với lại nhiều người, mà cái này bán chạy lắm luôn rồi. Ừ. Ở bên Á Châu là người ta quảng cáo nhiều lắm rồi, nhưng mà đi vô Mỹ nó khác. Là cái này tất cả đều là make in Korea hết, trừ cái cục power adapter thôi. Ok, đó. Cái này là FDA mà clear đó. Là FDA. MD. Okay. Tức là cũng là medical device luôn. Thật ra tất cả những cái gì ở đây đều là medical device hết. Là vậy đó. Wow. Đó. Mà bán rẻ hơn giá trên mạng nha. Ở trên mạng ghi là 2499. Nhưng mà mua của Anten Shop có 1799 thôi. Tức là 1800 thôi. Tại sao rẻ? Mình phải có Renovation 51, cái mình cứ làm hoài vậy thì họ mới cho mình cái đó. Ok. Chứ còn không bị cạnh tranh. Okay. Rồi. Rồi xong rồi làm mấy cái ghế ra. Cái này là cái chỉ có 3000 cái trên thế giới. 3000 cái thôi. 3000 cái thế giới này mua cái này là có chứng nhận đàng hoàng. Cái người mà thiết kế xem theory á. Cái này là cái da này nè.
là cái công nghệ mà để ngồi trên xe Ferrari. Cái xe của Ferrari á, cái thiết kế của cái xe người đắt tiền, thiết kế xe Ferrari. Ông Okuyama đó, cái hãng này thành ra mỗi cái nó có certified là mấy ngàn cái, thì mua cái này là cái ngàn thứ mấy đó. Thì ở đây mình có hai cái. Hình như là Nguyên nó có Nguyên Nguyễn có nói cái này là dạ, đúng cái rồi. AI tức là cái này nữa là nếu mà mua ở đây trong mấy cái ngày này đó, thì được rẻ hơn cái gần một ngàn lần, là tức là so với cái giá của trên Amazon đấy. Là cái hãng Sinca này đó, cái này là sử dụng công nghệ AI để nó đo cái người của mình. Thành ra cái này nó có thêm chức năng dặn cái người, kéo cái người. Mà cái này nó không phải là ghế massage thường, nó là therapy, tức là vật lý trị liệu. Mà cái này được cái mình muốn bấm chỗ nào vô chỗ đó, ok, mình chỉnh được. Okay. Thì nó giống như con mình có 6 người massage cho mình vậy đó. Nhưng mà mình được cái mình điều chỉnh đúng cái mình thích. Okay. Mấy cái ghế kia bình thường là nó cứ như vậy thôi. Còn cái này là mình muốn nó ngay chỗ nào, ngay chỗ đó. Có nhiều người bị mỏi cái lưng này kia, thì cái này nó đỡ lắm. Là nó điều khiển bằng AI chứ tại chỗ nào đâu, nó tự động. Nhưng mình ngồi vô là nó biết cái size người. Đúng rồi, nó đo xong rồi nó tự biết nó cân bằng cái người đó đúng trọng lượng. Cái này nó được thêm cái hai cái lo luôn trước, vừa ngồi nghe chừng những con chữ quy rồi này kia mà con. Thấy đó, đó là cái này cái mới nhất, nó gọi là Xiaomi mà 3000. Còn cái cũ mà trước mua cho mẹ Nguyên xài đó, nó Xiaomi 1100. Thì hai cái này đều made in Japan hết. Đó là cái như vậy. Ok không? Cái này đóng bộ cái này. Đẹp lắm rồi cái này. Là cái này là cái sợi bạc thiệt nè, siêu à. Họ đang vô đó hồi xưa mình bằng sợi bạc thiệt đó. Mà cái này nó là được cái là hai người nằm theo kiểu như ý. Là tức là ví dụ như một người thích nằm đẹp cứng thì ở đây nó có hai cái lớp mình có thể mình lật. Một người thích cứng, người thích mềm thì nó vẫn là đều luôn, mà hai cái trong một. Với lại mấy cái đồ mà trong này của nó đó, những cái mà material để mà nảy là nó làm bằng những cái sợi thiên nhiên này kia, nó không có làm cho mình bị dị ứng. Với lại cái bạc này mình nhớ là ở trong cái Á Đông của mình á, cái con nít nó hay đeo mấy vòng bạc này kia để khử độc này kia đó, khử khuẩn rồi đó. Thì cái này là cái sợi chỉ bạc. Ồ đúng rồi, tại thường hồi nhỏ hay đeo mấy cái bạc như vậy. Đó là như vậy đó. Ok đó. Cái gối nữa. Ok wow. Đó sẵn cái này là chỉ nhiều quá chứ. Dạ chỉ có ở đây có thôi. Tại vì thật sự ra cái giá nó cũng khác, là nó rẻ với lại đặc biệt là quý vị nếu mà mua đẹp này đó, quý vị cũng có được cái chương trình gọi là trả chậm luôn. Ok. Tức là mình có cái chương trình mà phê bình trả chậm, là phê bình trả chậm. Ok, cái mình phân đi chưa? Dạ. Wow. Ai cái đẹp nè. Đây là mày. Ok kìa. Rồi tiếp khách đi, anh quay một vòng. Dạ. Anh video giới thiệu. Dạ. Tiếp khách đi, anh quay một vòng. Thank you. Quý vị. Ok, Trương Quốc Huy đã giới thiệu những cái hàng của ở trong Trương Quốc Huy. Hả? Thì ở đây thì ngày khai trương thì bắt đầu cũng có khách trở lại. Ha. Tiệm còn rộng, khá rộng. Tiệm còn khá rộng á. Một cái góc cho các bạn coi thì rất là rộng nha. Mình nghĩ sẽ còn nhiều cái mặt hàng sẽ về tiếp tục. Bây giờ khách cũng có khá đông. Thì mình nghĩ là chắc ngày mai là ngày thứ bảy rồi chủ nhật nữa sẽ đông hơn ha. Tại vì ngày nghỉ bữa nay ngày thứ sáu cho nên là cũng không đông lắm, nhưng mà từ đây tới chiều sẽ đông. Tại buổi sáng thì thường thường hay đi ăn đi uống rồi xong người ta mới ghé ở đây. Thì bây giờ là tạm thời mở để giày, nhưng mà mai mốt sẽ có những cái kệ để cho Trung Quốc bị bỏ lên rất đẹp.
đây là máy massage, có người đang thử, đó, đang setup, đang thử, đó đang đứng để cái máy để tập, nhưng thay vì mà mình chạy, mình đứng lên đó tập. Mình muốn lọc hơn nữa thì mình gian chân chút xíu nữa thì nó rung tới đầu luôn á, nó đang đứng cái ghế nó rung giống như tập massage, thay vì mình chạy, mình không có chạy, mình đứng đó thì nó rung luôn. Cái này mình muốn mạnh nữa thì mình chỉnh theo mình muốn nha. Dạ. Cộng được là mình muốn nhẹ là mình cộng theo mình muốn. Dạ. Mình chỉnh nó có 3 phút 5 tấn. Máy này 4.000 đồng. 5.000 và đang tại khai trương á, bớt 1.000 đồng. Cái máy này thì đang bớt 1.000 đồng hôm nay. Mình trả liền cũng được, không trả góp cũng được. À, có thể trả góp được. Khá rộng các bạn ơi, còn khá rộng. Quốc Huy sẽ về những mặt hàng khác của đây hàng. Ok các bạn ơi, đây là cái S-Mart của đường mặt Noria với ga Đình Rô ha. Thì cái shop của N10TV Trương Quốc Quy á, thì nó sẽ đối diện với cái này ha, để cho bà con mới dễ đi vô xem nha. Còn đây là cái khu mà Trương Quốc Quy mở trong cái khu này, cái shop của Trương Quốc Quy nó nằm ở trong khu này ha. Nó ngay chỗ cái bảng nó để là 8942 đó bạn. Các bạn đi thẳng vô trong đó sẽ thấy cái shop của Trương Quốc Quy. À, trong đó mình thấy khá là còn rộng, Trương Quốc Quy sẽ về những mặt hàng khác ha. Ok, đây là cái khu này các bạn. Cũng là khá rộng.